giờ mỗi cái máy cài huyền được 100.000. Ừ, nhưng mà thực ra ra đấy có tính cho máy đâu. Vấn đề là thằng này nó chỉ được nhận đấy thôi, thuộc dạng tôm tép. Không phải ông khác nó nhận. Đấy vòng lại đi. Lúc nãy mình vòng nó đang là này, em nhớ cái cổng này. Thằng này thuộc dạng tôm tép cuối cùng rồi, ở dưới cùng rồi. Ngồi ăn với cái huy chả làm gì. Cái cơm có được người ta bao không? Có chứ, cơm ăn ngon. Cái huy này còn phải cái huy mà phải bao ăn. Hồi trước mình còn đi ra ngoài đấy. Thank you.